Nè con nói rồi nha, bán là ngồi trong này thôi nha. Không có đi ra ngoài mà ngấp quắc khách là quắc mà vô cầm xe tải luôn á. Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy lui để lo cho con với cho mẹ được anh ơi. Tôi đến gọi cho mấy đứa kia. Năm Thảo, mày lo mẹ được không? Trời ơi, em về chăm thì được rồi đó, nhưng mà cho ít bữa nữa được không? Bé Thi vợ em đang mang bầu sắp sanh. Mấy đứa nào cũng bận á, cho anh rảnh à. Anh mà công việc với mấy đứa đó là nó chạy về rồi. Nếu như chân mẹ lành lặn thì còn đỡ. Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này, anh tính thế liệu đã ổn chưa? Ông có tội đâu mà. Thôi vậy mà dâm. Mà ông có bị khùng không? Ông già vợ mà ở với bà già chồng, thấy ông kỳ không? Gần xuống lộn hết rồi, kỳ gì kỳ? Lát nữa thương lái họ còn xuống lấy hàng nữa nè. Phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp đó là ăn cho hết luôn. Ôi không cần bếp, tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á, tôi đi kiện cậu đó. Con gái gì đâu mà để chị nhạn mình vậy? Ăn uống gì chưa mà hai ơi? Vũ nguy hiểm chưa? Thế lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Mấy đứa con của tôi nó nghe tôi bệnh một cái hả, nó đôn đáo chạy về. Ôi, bà có phước quá rồi. Lạnh hả? Ôi bà hai đi đâu sáng về không thấy? Coi chừng ra bờ suối lũ cuốn trôi luôn rồi đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à? Bà ơi, bà